Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn nhớ ấn vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất, hấp dẫn nhất từ kênh Tử Vi nhé. 20 điều kiêng kỵ trong ngày Tết để năm mới may mắn, tài lộc. Chúng ta đã bước sang năm mới, năm 2021 Tân Sửu. Thay mặt cho những người làm chương trình, kênh Tử Vi xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới, năm 2021 Tân Sửu, an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, hạnh phúc, may mắn cả năm. Như chúng ta đã biết, ngày Tết là dịp để các thành viên trong gia đình quay về sum họp quây quần bên nhau. Theo như quan niệm của người xưa để lại, thì ngày đầu năm mới, tức là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, là thời khắc khởi đầu của một năm mới. Chính vì vậy, bên cạnh việc chào đón những điều may mắn, những tài lộc cho một năm mới vạn sự như ý, thì người Việt chúng ta vẫn có những điều cần kiêng kỵ, cần phải tránh. Và cũng là để rước lộc vào nhà, mang lại nhiều điều may mắn, một năm hanh thông thuận lợi, thì các gia đình nhất định phải kiêng kỵ những điều không tốt sau đây. Những điều kiêng kỵ trong ngày mùng 1 Tết. Thứ nhất, không quét nhà đổ rác. Trong ngày mùng 1 Tết, các bạn có thể dễ dàng thấy các gia đình người Việt Nam kiêng quét nhà đổ rác. Điều này là bởi theo những quan niệm từ xa xưa cho tới nay, việc quét nhà đổ rác vào ngày đầu của năm mới sẽ đuổi thần tài ra khỏi nhà, từ đó tiền tài không thể đến được gia đình. Tuy nhiên, có một số nhỏ gia đình người Việt vẫn quét nhà, nhưng rác cũng phải để vào trong một góc nhà và không được đổ rác đi. Phong tục này xuất hiện từ một câu chuyện của người Trung Quốc. Dân gian cho rằng nếu như quét nhà vào 3 ngày đầu năm thì năm đó cả gia đình sẽ nghèo túng, khánh kiệt. Hoặc có thể quét nhà nhưng tập trung rác ở một góc nhà chứ không đổ đi. Tập tục này xuất phát từ truyền thuyết. Ngày xa xưa ở Trung Quốc có một lái buôn thật thà tên là Âu Minh. Khi ông đi qua hồ Thanh Thảo, được thủy thần thương tình ban cho một người hầu tên là Như Nguyệt. Từ ngày thương gia này đem Như Nguyệt về nhà nuôi thì trong nhà làm ăn phát đạt, chỉ vài năm là giàu to. Một hôm, Như Nguyệt phạm lỗi, Âu Minh không kiềm được cơn nóng giận đã ra tay đánh cậu bé. Như Nguyệt hoảng sợ trốn vào trong đống rác và sau đó biến mất tăm. Từ ngày đó, Âu Minh làm ăn sa sút, buôn bán không được cho nên trở nên nghèo khó. Dân làng bàn tán xôn xao cho rằng Như Nguyệt là một vị thần đã mang lại sự giàu có, hưng thịnh cho nhà mà Âu không biết quý trọng. Từ đó trở đi, dân gian đã lập bàn thờ Như Nguyệt và đặt tên là Thần Tài, với hy vọng vị thần này sẽ độ trì cho những gia đình được nhiều tài lộc. Cũng xuất phát từ truyền thuyết này mà ngày Tết, nhân dân ta có tục kiêng đổ rác trong 3 ngày đầu năm. Bởi vì sợ đổ mất thần tài ẩn nấp trong đống rác, đổ đi thì cả năm sẽ làm ăn thất bát. Vì thế, từ trước đó cho tới đêm giao thừa, dù bận rộn đến đâu thì mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, đồng thời ý tứ giữ gìn nhà cửa không vứt rác bừa bãi. Riêng với ở Nam Bộ, người ta còn cho rằng sau khi quét dọn phải cất hết chổi, bởi nếu trong ngày Tết mà chổi bị mất là một điểm dở, cả năm đó nhà cửa sẽ bị trộm vào vét sạch. Số 2. Mùng 1 Tết kiêng kỵ làm đổ vỡ đồ đạc. Theo suy nghĩ của ông bà tổ tiên chúng ta thì đổ vỡ là biểu hiện của sự chia ly, đau khổ, chia rẽ và là điểm báo không tốt cho gia đình trong năm mới. Bát đĩa mà nhỡ tay làm rơi, vỡ là biết ngay trong nhà có chuyện chẳng lành. Do đó vào ngày mùng 1 Tết chúng ta hãy cẩn thận với mọi đồ đạc của mình, đặc biệt là những đồ vật dễ rơi, vỡ. Tránh được điều này tức là chúng ta tránh những điều không lành xảy ra với gia đình mình. Tuy nhiên trong tích truyện của Đức Phật, khi ngài An Nan đi rửa bình bát cho Đức Phật, ngài An Nan đã làm rơi bình bát. Từ việc rơi bình bát đó, Đức Phật đã nói rằng sau này giáo pháp của Đức Phật sẽ như thế nào. Thế nhưng không phải là do bình bát này rơi, mà đó chỉ là một duyên để Đức Phật từ duyên đó có thể cho chúng ta thấy sẽ có việc gì xảy ra, và việc đó xảy ra là do nghiệp của chúng sinh. Một nhân mà chúng ta gieo sẽ có nhiều duyên, có duyên trước và duyên sau. Cho nên khi chúng ta làm đổ vỡ một cái gì đó thì nó cũng có từ nhân kiếp trước, chứ không phải từ việc đổ vỡ này mới sinh ra nghiệp báo của chúng ta.
đổ vỡ đồ vật hay bát đĩa chỉ là duyên để báo cho chúng ta rằng những sự việc không hay sắp sửa xảy đến. Do đó, nếu có đổ vỡ đồ đạc, chúng ta cũng đừng quá lo lắng. Số 3. Kiêng khóc lóc, buồn tủi, bực tức. Điều này thật dễ hiểu, bởi vì đây là những hành động không hay mà bất cứ ai cũng không muốn làm vào dịp Tết. Nhưng nếu bất đắc dĩ phải rơi vào hoàn cảnh không vui như vậy, thì chúng ta cố gắng kiềm chế cảm xúc để hưởng thụ một năm mới trọn vẹn niềm vui bên người thân, bạn bè, gia đình. Đặc biệt trong ngày Tết, nếu như ai khóc, buồn bã, bực tức thì cả năm sẽ phải khóc lóc, có nhiều chuyện buồn, lo lắng, suy nghĩ. Vì vậy mà người ta kiêng kỵ điều này để tránh gặp phải xui xẻo cả năm. Số 4. Kiêng ngồi hoặc đứng trước cửa trong ngày mùng 1 Tết. Một điều kiêng kỵ nữa trong ngày mùng 1 Tết là chúng ta không nên ngồi hoặc đứng trước cửa. Việc ngồi hoặc đứng trước cửa trong ngày mùng 1 Tết không những là hành động kém duyên mà còn có thể gây hại tới vượng khí của gia đình, ngăn cản những luồng khí tốt lành, lộc vào trong nhà. Số 5. Giữ bếp lửa luôn đỏ, than luôn hồng. Việc giữ cho bếp luôn đỏ, than luôn hồng là một nét đẹp được lưu truyền từ xa xưa cho tới ngày nay. Theo như quan niệm của người xưa, lửa rất quan trọng trong đời sống. Nó giúp duy trì công việc nấu nướng và là vũ khí để có thể xua đuổi tà ma, thú dữ hay chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt ở vùng cao. Đây cũng là một trong những phong tục được lưu truyền từ xa xưa cho tới nay, xuất phát từ những mong muốn của người dân về một năm mới làm ăn phát đạt và no đủ. Ngoài ra, người Thái còn quan niệm củi giúp kéo dài tình cảm gia đình thì mới có thể vững chắc, bền lâu. Do đó, để có ngọn lửa đỏ, than hồng thì việc chuẩn bị củi phải thật cẩn thận, kỹ lưỡng. Củi đun phải là củi to, khô, chắc chắn, thẳng và đượm lửa. Số 6. Không nói những điều xui xẻo. Những lời nói đầu tiên trong ngày đầu năm mới sẽ có ảnh hưởng lớn tới những chuyện xảy ra trong năm. Do đó các thành viên trong gia đình cần chú ý không nên nói những điều xui xẻo như chết mất, hỏng rồi hay tiêu rồi. Thay vào đó, chúng ta có thể nói chuyện với mọi người bằng những từ ngữ vui vẻ, dễ chịu hoặc những câu nói mang lại may mắn cho bản thân và mọi người xung quanh. Số 7. Không đánh thức người khác. Khi chúng ta đi chúc Tết mà gia chủ đang ngủ thì cách tốt nhất là bạn nên chờ một dịp khác, chứ chúng ta không nên đánh thức người đó dậy. Ngoài ra, không chỉ riêng với khách mà ngay cả với những người thân trong gia đình thì chúng ta tuyệt đối không nên đánh thức họ dậy. Nếu không, người đang ngủ sẽ luôn bị hối thúc, rục rã từ người khác trong suốt cả năm. Số 8. Không sử dụng kim, chỉ. Việc may vá trong ngày mùng 1 Tết có thể khiến cho gia đình luôn phải gánh chịu những khó khăn, vất vả trong suốt một năm. Ngoài ra, không ít người còn có quan niệm rằng nếu như thai phụ động đến kim chỉ trong ngày mùng 1 thì khi sinh con, mắt đứa trẻ sẽ dẹt như cây kim. Số 9. Kỵ mai táng. Tết Nguyên Đán được coi là Tết cả, là ngày vui nhất của cả một năm. Nó có ý nghĩa rất thiêng liêng, nó mở đầu cho một vận hội mới của đất trời, của con người và của cả dân tộc. Vì thế, dù gia đình có tang thì chúng ta cũng phải tạm gác chuyện buồn để có thể hòa chung với niềm vui của toàn dân tộc. Vì vậy, có tục lệ cất khăn tang trong 3 ngày Tết, tức là nhà có đại tang thì chúng ta cần phải kiêng kỵ đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng. Còn ngược lại, bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết an ủi cho gia đình bất hạnh đó. Trường hợp gia đình có người chết vào ngày 30 tháng Chạp mà gia đình có thể định liệu được thì nên chôn cất cho kịp trong ngày đó, bởi vì đa số gia đình kiêng để sang ngày mùng 1 đầu năm. Còn nếu qua đời đúng ngày mùng 1 Tết thì chúng ta chưa phát tang vội nhưng phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng để mùng 2 bắt đầu làm lễ phát tang. Số 10. Kiêng kỵ cho nước, cho lửa. Người ta rất kiêng kỵ người khác đến xin nước, xin lửa nhà mình, bởi vì quan niệm lửa đỏ là sự may mắn, cho người khác cái may trong ngày mùng 1 Tết thì cả năm đó trong gia đình mình sẽ gặp những điều xui rủi như làm ăn thì thua lỗ, trong nhà thì lủng củng, ra đường hay gặp những tai vạ. Ngoài ra, cũng kiêng cho nước đầu năm là vì nước được ví như nguồn tài lộc, nguồn công năng cho gia đình. Nếu như cho nước thì sẽ bị mất lộc.
Cũng bởi vì quan niệm này cho nên ngay từ những ngày cuối năm, dân gian chúng ta luôn chủ động đưa nước đầy ắp các lu, vại, lửa hồng trong bếp để tránh phải đi xin trong những ngày đầu năm. Số 11. Kỵ cho vay, mượn, trả nợ ngày đầu năm. Chỉ khi nào trong hoàn cảnh túng thiếu hoặc là quá cấp bách thì người ta mới nghĩ ngay đến việc cho vay mượn tiền bạc hoặc là đồ dùng của người khác trong ngày đầu năm. Đây là vấn đề khá tế nhị mà người Việt chúng ta luôn quan tâm, chú ý để tránh mất lòng nhau. Người xưa đã dạy rằng không nên cho vay hoặc là cho tiền bạc, đồ đạc vào ngày đầu năm mới bởi vì nó sẽ khiến cho gia đình rơi vào cảnh túng thiếu trong cả một năm. Điều kiêng kỵ này xuất phát từ quan niệm ngày đầu xuân con người mở cửa để đón lộc vào nhà, còn nếu cho mượn hoặc là trả thì giống như dâng tài lộc vào tay của người khác. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ thường răn dạy con cháu rằng trong dịp Tết không nên vay tiền hoặc là mượn đồ đạc của người khác để tránh cho cả năm sẽ rơi vào hoàn cảnh túng thiếu, nợ nần, không may mắn trong công việc làm ăn. Tiền chính là tài lộc của bạn. Năm mới nếu như bạn mượn tiền bạc là xem như bạn đã bị túng thiếu cả một năm. Vì vậy, chúng ta nên nhớ rằng không nên mượn tiền của mọi người vào những ngày đầu năm mới. Số 12. Không nên ăn những món xui xẻo. Trong những ngày Tết, đặc biệt là ngày mùng 1, người dân Việt Nam thường có quan niệm rằng không ăn những món như thịt mèo, thịt chó, thịt vịt. Bởi vì theo quan niệm dân gian, những món đó không tốt cho ngày đầu xuân mới. Tùy từng vùng miền khác nhau mà người dân chúng ta lại kiêng kỵ những món ăn khác nhau. Tuy nhiên trong những ngày đầu năm mới, người dân ba miền trên cả nước đều kiêng kỵ việc ăn mực, thịt chó bởi vì người ta cho rằng nếu ăn những loại này thì sẽ đèn đủi cả một năm. Người dân miền Trung thì kiêng kỵ ăn trứng vịt lộn, cá mè bởi vì sợ đèn đủi, kiêng ăn đu đủ bởi vì nghe như thủ đủ. Miền Nam người ta kiêng ăn tôm, cua bởi vì sợ công việc không được suôn sẻ, còn cái khó dễ bảo. Ngoài ra, người miền Nam thì kiêng ăn chuối dịp đầu năm do âm chuối đọc trạch thành chuối, chuối tức là không tiến lên được. Và người ta cũng kiêng ăn lê bởi vì sợ lê lết, kiêng ăn cam bởi vì sợ oan sai. Ở một số vùng khác, người ta còn kiêng ăn tôm bởi vì họ sợ công việc trong năm mới sẽ không thể tiến tới mà bị thụt lùi lại giống như con tôm khi bơi. Số 13. Không xông nhà khi không hợp tuổi gia chủ. Việc xông nhà hay còn gọi là xông đất là một trong những phong tục có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam. Theo đó, những vị khách đầu tiên đến chúc Tết gia đình của bạn trong ngày mùng 1 Tết được xem là người xông đất. Nếu như người xông đất luôn gặp nhiều may mắn, hợp tuổi với gia chủ thì gia đình đó sẽ có nhiều vận may trong suốt cả một năm. Ngược lại, những người không hợp tuổi với gia chủ hoặc nặng vía thì tuyệt đối không nên xông đất cho nhà người khác trong ngày đầu năm mới. Ngoài ra, những người có tang thì tuyệt đối không đến xông đất hoặc là chúc Tết nhà người khác để tránh mang đến những điều xui xẻo cho gia đình người khác. Số 14. Kiêng kỵ ăn đuôi cá. Ở miền Bắc có một số nơi, người dân quan niệm rằng cầu may mắn bằng việc ăn cá chép, loài cá vượt vũ môn hóa rồng. Nếu như ăn cá chép trong 3 ngày đầu năm mới thì trong năm đó sẽ được hành thông trong chuyện học hành, thăng tiến. Tuy nhiên, nhằm tăng sự may mắn, người ta tránh ăn phần đuôi để luôn có sự dư thừa, tích lũy của cải trong năm mới, chứ không chỉ đủ ăn hay là đủ mặc. Số 15. Kiêng kỵ đi chúc Tết khi đang có thai. Không chỉ những người có tang mới kiêng kỵ việc đi chúc Tết, người Việt xưa còn tránh làm việc này khi có thai. Thật ra, ngay cả thời hiện đại, nhiều người phụ nữ cũng được dặn dò là phải kiêng đến nhà người khác trong dịp đầu năm, bởi theo quan niệm dân gian, ba chửa đem lại những điều xui xẻo, đó là chưa kể đứa bé trong bụng sau này cũng trở thành những kẻ ăn nói vô duyên. Số 16. Kiêng kỵ mở tủ lấy tiền. Một số gia đình kiêng kỵ mở tủ vào ngày mùng 1 Tết cho rằng khi mở tủ lấy tài sản, tức là tống tiễn tài lộc ra khỏi nhà, dù là loại tủ nào đi chăng nữa, kể cả tủ quần áo cũng không nên mở vào ngày mùng 1 Tết bởi vì việc này sẽ làm thất thoát tiền tài, vận may trong suốt cả một năm. Số 17. Kiêng kỵ việc chụp hình hoặc chúc Tết người đang nằm ngủ. Việc chúng ta chúc Tết người đang nằm ngủ hoặc là chụp hình cùng với người đang nằm ngủ thì đây là một tư thế của người chết, người bệnh, nên việc chụp hình hoặc chúc Tết này không khác gì rủa họ bị bệnh tật, chết chóc trong cả một năm.
ngoại trừ trường hợp nằm để tạo dáng chụp ảnh. Số 18. Mùng 1 Tết, người có tang kiêng kỵ đi sông đất. Phong tục sông đất, sông nhà đầu năm mới được xem là phong tục quan trọng trong ngày Tết, bởi vì người đầu tiên bước vào nhà trong ngày mùng 1 sẽ là người quyết định vận mệnh của gia đình trong vòng một năm. Vậy nên những người nặng vía, người không hợp tuổi, đặc biệt người nào đó gia đình đang có tang thì không nên sông đất, sông nhà người khác để tránh cho gia đình đó gặp phải những điều xui xẻo. Số 19. Mùng 1 Tết, người có tang không đi Tết các nhà khác. Nhà nào mà có đám tang thì chớ nên đi chúc Tết, bởi vì dân gian cho rằng như thế là mang đến sự đen đủi cho gia đình được chúc. Khi họ đến sẽ mang theo nỗi buồn của nhà mình đến cho nhà người khác. Nhưng theo giáo lý nhân quả, đây là điều hoàn toàn không thể xảy ra. Bởi vì nhân của ai thì quả người đó chịu. Nếu gia đình có đám tang đến nhà người khác chúc Tết thì chúng ta khởi tâm hoan hỷ thì chúng ta sẽ được phước lành. Còn nếu gia đình người ta làm việc bất thiện đến chỗ mình hoặc rủ mình làm các việc bất thiện mà chúng ta hoan hỷ với những điều đó thì mình mới bị quả báo đau khổ. Số 20. Kiêng kỵ việc đóng cửa nhà ngày mùng 1 Tết. Việc đóng cửa nhà trong ngày Tết sẽ khiến cho gia đình trở nên nghèo đói, túng thiếu. Bởi vì theo những quan niệm dân gian, việc đóng cửa nhà sẽ khiến cho các vị thần linh không thể vào nhà chơi, đồng thời thể hiện sự bất kính đối với các vị thần linh đó. Do vậy, gia đình sẽ khó khăn, nghèo đói quanh năm, thậm chí nhiều năm sau gia đình cũng không được hưởng lộc, sẽ nghèo đói và tù túng. Các bạn đã được lắng nghe video 20 điều kiêng kỵ trong ngày Tết để năm mới may mắn, tài lộc của kênh Tử Vi. Nếu như các bạn thấy video hay và hữu ích, hãy chia sẻ để có thể ủng hộ cho kênh Tử Vi. Xin chào và hẹn gặp lại!